cuốn sách này sẽ không ế như chính người viết ra nó ừ yeah, có lẽ là nó đang trên đường để trở thành hiện thực <cười> <cười> mình thật là may mắn khi mà mình chọn nghề viết bởi vì một cái bài viết á, có thể nó nó không mang lại một cái món thu nhập lớn hoặc một cái danh tiếng gì lẫy lừng nhưng khi nó đến đúng thời điểm nó có thể làm vỡ hòa ra cảm xúc của một con người khi mình càng tìm á mình sẽ càng đắm chìm vào những cái đau khổ không có cái tôi nào nó tồn tại mãi mãi hết Chào mừng các bạn đến với podcast Việc Success Growth Nơi chúng tôi có những trận cuộc trò chuyện xoay quanh quá trình phát triển bản thân Những bài học về cuộc sống Mình là Quốc Khánh, host của chương trình hôm nay sẽ là một vị khách mời vô cùng đặc biệt một người bạn của mình và thường mình rất là ngại ngờ những người bạn rất là đôi khi cũng có thân thân một chút hoặc là có nhiều cái trải nghiệm thân thiết với nhau bởi vì ngồi lên đây nhiều khi không biết phải nói như thế nào Anh cho nghe. nó phải xin à, được chào đón bình bồng bột Ừ. nhà báo Trần Minh ừ. à, à, một à, gọi là gì nhỉ? Dịch giả, tác giả, nhà văn, nhà báo à, và ừ. bây giờ là talk show host. <laughs> Hello Bình, bây giờ à. mới có dịp để mời em lên show. À, chào anh Khánh và chào quý khán giả của Việt Success. À. Cảm ơn Bình. À, đây là cuốn sách em mới ra Sài Gòn hay ta? Ừ. Cuốn sách này à, bán được không? Bây giờ tới đây thì sao rồi? Bữa giờ sao rồi? Ừ, dạ thì uh, theo như chỗ em biết thì uh, nó bán cũng được anh à ban đầu thì em nghĩ là nó khá ế nhưng mà đến bây giờ thì uh, các bạn đọc uh, phản hồi về cũng nhiều và em biết là nó bán khá là được và thậm chí là có những cái bạn đọc uh, họ ở những cái châu lục khác nữa ừ. uh, và nó làm mình cảm thấy rất là ấm áp về là ước mơ cuốn sách này sẽ không ế như chính người viết ra nó ừ dạ yeah, có lẽ là nó đang trên đường để trở thành <laughs> hiện thực trong này bình bình để ước mơ là như vậy một cuốn sách về sài gòn hay ta nếu mà nhớ lại cuốn sách này thì có điều gì mà mình nghĩ là lẽ ra em có thể làm khác cuốn sách này không em rất là bây giờ mình rất là ngại nhìn về quá khứ ừ. mình ngại đặt ra những cái giả thiết như là giá mà phải chi mà nên là bây giờ em tập một cách sống rất là chấp nhận á nên là em khi mà uh, em rất là thích cái câu chuyện mà Haruki Murakami kể về cái trải nghiệm viết lách của ông ta khi mà một cái nhà báo đến uh, hỏi ông ta về cuốn sách uh, một cuốn sách mà ông ta đã từng viết thì ông ta nói là Ủa tôi có viết vậy hả? Ủa tôi viết gì ta? <laughs> là bởi vì uh, ông ta không có nhớ gì hết. Ừ, khi okay. ông ta tóm tắt uh, biên niên ký chim mặn dây cót hay là một quý tấm tư ông ta không nhớ đâu. Bởi vì uh, khi ông ta đã viết xong cuốn sách là ông ta phải uh, hoàn toàn quên nó để ông ta tập trung làm những việc kế tiếp tục. thì uh, em cảm thấy cái uh, cái điều này rất là hay và em cố gắng học theo <laughs> có nghĩa là khi mình làm xong cái việc gì lúc mình làm thì mình có thể trầm cảm mình có thể vật vã về nó nhưng mà sau khi mình làm xong thì tốt nhất là mình nên quên nó đi để mình làm những việc khác không nhớ tới nó nữa nào yeah. sài gòn hay ta uh, có thể với mỗi người đọc thì sẽ có những cảm nhận khác nhau uh, anh thì thấy uh, sài gòn của Bình rất là hay yeah. và đọc xong thì thấy là không chỉ sài gòn hay đâu mà bình hay ta ừ. đây là một tác giả rất hay à, không phải là vì anh là bạn của em mà ủng hộ em thì anh nói nhưng mà uh, thật sự đọc những cái chương trong này những câu chuyện về những cái nơi uh, như em nói là đây là những cái văn bản của thời đại những ừ. cái nơi của thế hệ tám mít tụi mình tám mít đời đầu hồi ừ. xưa quán uh, phở quán cơm tiệm phở ừ. những người mà em gặp ừ. qua quan sát của em Thật sự những cái con người những cái nơi chốn đó ai cũng có thể thấy nhưng mà để có một cái nhìn về nó như thế một cách cảm nhận như thế thì có lẽ là đòi hỏi một cái tâm hồn rất là nhạy cảm yeah. có phải vậy không Uh, nói về tâm hồn nhạy cảm thì ở uh, trong đây thì uh, anh nguyễn nhật ánh cũng uh, có viết uh, nói là tâm hồn của em uh, mong manh như uh, như tơ kiểu ừ. như vậy nhưng mà để mà đánh giá tâm hồn nhạy cảm thì em nghĩ là chắc là người ngoài đánh giá nó 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 hợp hơn là là chính em uh, nhưng mà em uh, em muốn kể cho anh khánh một cái câu chuyện như thế này là có một hôm em uh, em đi qua quận 2 em muốn cà phê À, đó là khi em vừa em vừa trở về sau một uh, chuyến đi thái lan thì khi em đi thái lan uh, em đi thái lan là để em vá tim á bởi à, vì lúc đó uh, thất tình nặng quá đi vá tim đi một mình <laughs> thì lúc em uh, đi về thì uh, em có gặp uh, một cái người phụ nữ rất là ồn ào uh, dạ. không biết anh có nghe câu chuyện đó đúng không ngồi ngồi sát bên em cổ rất là ồn và cổ nghe rất là khó chịu và và sau đó trong uh, trong cái khoảng thời gian mà em ngồi cạnh cô ta và em nói là trời ơi chuyến bay nó rất là dài mà nếu như mà mình khó chịu như vậy hoài á thì thì mình chết mất thì em cố gắng em quan sát cổ mình muốn quan sát cổ thì em thấy là trời ơi chết rồi cái người phụ nữ này y hệt như mẹ của mình là từ chỗ mình rất là khó chịu mình chuyển sang rất là thương người phụ nữ này một cái người phụ nữ mà gần như là cả đời họ không bao giờ bước ra ngoài thế giới bên ngoài nên bây giờ họ bước ra thế giới bên ngoài họ gặp rất là nhiều bỡ ngỡ họ tưởng đây là vẫn là nhà của họ nên họ có thể ồn ào này cái, cái nào thì em viết cái status đó lên trên uh, uh, Facebook của mình và cái status đó cũng được rất là nhiều người chia sẻ uh, và em quên cái chuyện đó đi uh, em sáng hôm sau em đi uống cà phê với, uh, với anh Diệp Thế Vinh là một cái người anh của em tụi em ngồi trò chuyện thì em nhìn vào trong cái bên trong quán á, thì em thấy uh, Hai cô bạn gái ngồi nói chuyện với nhau và một cô ngồi bật khóc, khóc nửa tiếng đồng hồ luôn. Sao nói wow, chắc là một cái cô gái thất tình, buồn bã giống mình đây, nhìn cũng thấy đồng cảm lắm. Thì em cứ nói chuyện công việc với anh Diệp Thế Vinh thì một à, lúc mà em đi rời đi về khỏi cái quán cà phê đó thì em nhận được một cái tin nhắn. À, tin nhắn đó của một cái bạn lạ và bạn đó nói với em là à, sáng hôm nay tình cờ em gặp anh ở cái quán cà phê thì à, Em uh, nhớ lại cái status anh viết hôm qua Và bỗng dưng em có cái người bạn đó đang gặp một cái vấn đề với mẹ mình Y hệt như anh luôn Và em kể lại cái status, em đọc cái status của anh cho bạn nghe Và bạn đã bật khóc nức nở Xong em ngồi em nói wow Cái chuyện gì, sao mà một cái nhân duyên gì lạ lùng Có nghĩa là mình gặp câu chuyện đó mình viết status đó ngày hôm qua, ngày hôm nay mình ngồi đây, mình nhìn vào trong thấy một cô gái bật khóc và cô gái đó bật khóc là bởi vì cái cô gái trước mặt đọc status của mình cho cô ấy nghe. Có nghĩa là em ngồi em nói, à, những cái uh, nhân duyên này thật là lạ lùng và và cái giây phút đó em nhận ra rằng sao mà mình thật là may mắn khi mà mình chọn nghề viết. Bởi vì một cái bài viết đó, có thể nó nó không mang lại một cái uh, một cái món thu nhập lớn hoặc một cái danh tiếng gì lẫy lừng, nhưng khi nó đến đúng thời điểm, nó có thể làm vỡ hòa ra cảm xúc của một con người và biết đâu đó nó có thể là một cái liều thuốc à, giúp người ta xoa dịu. À, và kể từ cái và à, cái hôm đó thì em suy nghĩ rất là nhiều về bản thân mình rằng rốt cuộc là mình muốn mình là ai đây? Mình muốn mình là một người viết ở phía sau hay là mình muốn là một người bước ra ánh sáng à, chắc là anh khánh sẽ nhớ cái kỷ niệm mà chúng ta gọi là làm ti Taka với ừ. nhau lòng à, số đầu tiên và số duy nhất <laughs> cho đến lúc này thì đó cũng là lúc mà hai cái con người ở trong em nó chiến đấu rất là ghê gớm một con người bởi vì em muốn viết kịch bản em muốn viết kịch bản cho một cái người host để họ bước ra ánh sáng họ làm cái việc đó Nhưng rút ừ. cuộc anh không có tìm được cái người host đó ừ. Xong anh nói thôi mình làm luôn đi Thế là em trèo lên đó Và khi em trèo lên đó Khi mà ánh sáng chiếu vào em Em cảm thấy rất là vui ừ. Ừ. Em thấy rất là vui Và mình nói là Ôi cha cha Mình thích con người này quá Mình thích tiếng vỗ tay quá Bởi vì um, Hồi nhỏ mình Đó lại quay về cái tuổi thơ của mình Là mình 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 uh, mình rất là khao khát cái 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 tình thương của của cha mẹ mình mà đặc biệt là 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 ba của mình. Mà mà ba của mình rất là khó tính nên mình rất là muốn bày trò, mình muốn làm đủ thứ để cho ông vỗ tay, cho ông vui. Nhưng mà rốt cuộc mình không có cái điều đó. Mình không có cái sự công nhận, mình không có cái sự phước về nên là khi mình lớn á, mình thích người ta khen mình lắm. Ừ. Mình thích người ta vỗ tay lắm. Ừ. Đó. Thì bây giờ lúc đó em suốt một thời gian dài em ngồi em chiến đấu là bây giờ tôi thật sự thích cái gì ai mới là tôi đây ừ. tôi tôi là ai đây đúng không tôi tôi là cái con người bước ra để đi tìm cái, cái tiếng vỗ tay đó hay là tôi còn là một con người rất là cô đơn ở trong bản viết rút uh, tâm sự của mình ra và hạnh phúc khi biết rằng cái bài viết này nó có thể chữa lành cho một ai đó bây giờ em cảm thấy cái có hai con người đó là con người nào có phần thắng nhiều hơn à, con người viết nó đang thắng bởi vì em đã đóng Facebook được <cười> <cười> được chục ngày rồi. À, thật ra cai nghiện Facebook không có dễ đâu. Em em cai cũng 10 lần rồi đó. <laughs> <laughs> anh nhớ cái chi tiết này thật ra là tôi với bình thì có rất nhiều kỷ niệm mà phải nói một chút để khán giả nhiều khi người không biết khi bình nhắc tới tiki taka từ đó nãy cũng định nhắc rồi nhưng mà để bình tự nhắc trước tức là trước đây thì tôi có định sản xuất của chương trình uh, việc success trước đây là uh, Độc quốc khánh show và cùng một ekip này chúng tôi tổ chức muốn tổ chức một cái chương trình theo kiểu các chương trình đêm muộn late night show mà các bạn hay xem ở trên nước ngoài giống như là Jimmy Fallon hay Jimmy Kimmel rất nhiều chương trình kiểu cái dạng như vậy tức là khi đó một cái người dẫn chương trình uh, trò chuyện pha trò dẻo nhại châm biếm trào phúng các vấn đề thời sự và đồng thời cuối chương trình thì hay có những vị khách mời là những nhân vật nổi tiếng và trò chuyện rất là vui và song song đó là kèm có cả ban nhạc chơi, lúc đó là Phạm Anh Khoa. Ừ. Chúng tôi làm thử nghiệm được một số và số đầu tiên cũng là số cuối cùng. Nhưng mà cũng là một cái dịp để thực sự mình thấy được là có một cái con người khác trong mình. Ừ. Ừ. Ban đầu thì đó mình chỉ là viết kịch bản nhưng cuối cùng mình là người đứng ra làm host luôn. Ừ. Ờ thực sự thì anh thấy mình làm rất tốt, chỉ là anh nghĩ là mình chưa có duyên để tiếp tục cái chương trình đó, nhưng mà đó cũng cho thấy một phần có cái con người đó của em. Ừ. Có như vậy không ừ. đâu. Có thể nó không mạnh bằng con người viết thôi, nhưng con người đó nếu được đặt đúng chỗ và có được cái sự uh, hỗ trợ, support của một cái ekip. Bởi thực sự cái kiểu chương trình đó thì người host là người linh hồn. Tuy nhiên họ không phải là tất cả. Đằng sau là một ekip rất hùng hậu. Và họ sẽ là người tỏa sáng dựa trên sự kết hợp của tập thể. Cho nên chỉ cần mình được đặt đúng chỗ thì anh nghĩ vẫn còn cái tiềm năng đó. Uh, gần đây thì nhân chuyện nói chuyện talk show host và đứng ra ánh sáng thì anh thấy mình có làm host của talk show một cái chương trình trên kênh 14 phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng bình nghĩ sao về cái vai trò mới của mình? Yeah. thật sự thì đó um, bởi vì em xuất hiện quá nhiều á nên là hai cái con người nó một lần nữa nó lại uh, đánh Bản nhau ừ. rất là kịch liệt em vừa ra một cuốn sách đúng không? cuốn sách nó là một cái thành quả rất là tự kỷ nhưng sau đó em ai mời gì em cũng nhận hết và đặc biệt là mình nhận những cái việc mà mình phải bước ra ánh sáng không? em dạo gần đây em lên rất là nhiều những cái talk show và ừ. và và khi mà các bạn kênh 14 đặt vấn đề thì em cũng nhận lời luôn ừ. thì khi mà mình bước ra đó đó bước ra ánh sáng đó, thì mình đối diện với một cái vấn đề là nghe khen thì sướng thiệt nhưng mà bị chê thì cảm thấy rất là suy sụp á và mình biết là Ừ thôi chắc là mình 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 mình, mình không hợp mình không hợp để 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 làm người nổi tiếng thôi thôi mình mình chắc là mình sẽ trở về với bạn viết của mình thôi ở nơi đó là một nơi mình thật sự an toàn mình được mà mình cũng cũng khó nói ha là bởi vì à, chúng ta nói là bởi vì tất cả những cái bậc thức giả tất cả những cái những người thành công họ đều nói là cái cách duy nhất để bạn thành công đó là bạn phải vượt qua nỗi sợ của mình có thể là nỗi sợ đó của em hiện tại nó vẫn còn quá lớn okay. nên là em em đang để cho cái con người uh, tự kỷ của em nó chiến, nó, thắng. Nó chiến thắng em cũng uh, đó em cũng định nói với anh là em trả lời xong cái show này là chắc em lặng luôn đấy em thật <laughs> là may mắn cho anh quá không <laughs> là lại dạ. không phỏng vấn được mình ok từ từ chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ <laughs> đó ha à, anh cũng tò mò một chút một cái người uh, viết rất tốt như mình à, có rất nhiều điều để nói để viết thì khi mà mình làm host tức là mình làm người hỏi ừ. mình có gặp khó khăn nhiều à, có hả anh thật ra là khi em khi mà em bắt đầu em dẫn chương trình thì em bắt đầu em phải xem lại và mình phải một lần nữa đối diện một nỗi sợ em rất sợ nghe giọng của mình em rất sợ nhìn thấy mình ừ. nhìn thấy chính mình em là người gần như không bao giờ soi gương em rất ít khi soi gương em không có chạy đầu em không có treo vuốt tóc em là một người mà em tắm siêu nhanh luôn á rồi okay. em làm mọi thứ rất là nhanh để em không phải nhìn thấy em ở ok và khi em uh, uh, nhìn lại xem lại những cái show mình làm á mình thấy là xong rồi mình hỏi dở ẹt <laughs> bởi vì á cái người host á anh em nghĩ á họ phải hỏi cái điều mà khán giả muốn nghe thì nó mới đúng là người host chứ đúng không? Có nghĩa là họ phải đưa, họ phải uh, bóc tách được một uh, khía cạnh uh, của một nhân nhân vật mà đám đông muốn nghe. Ừ. Còn em toàn hỏi những câu mà em muốn nghe không? Ừ. <laughs> Có nghĩa là nó có một cái gì đó tự nhiên nó nó đem cái sự ích kỷ của mình vào. Ừ. Tại vì dạo này á em đặt ra rất là nhiều câu hỏi về hạnh phúc, về nỗi đau nên là tất cả những uh, khách mời đó em đều đặt những cái câu hỏi đó và em rất rất là thú vị khi thấy mỗi người tiếp cận cái chuyện đó theo một cái cách khác nhau và cứ thế là em nương theo ừ. để em biết cái câu trả lời cho em có nghĩa là em đã hơi ích kỷ em em muốn biết nhiều hơn là em nghĩ rằng đám đông muốn biết. <laughs> yeah, và đôi khi đám đông em đám đông có cần biết định nghĩa về hạnh phúc không? À. mọi người có cần cần biết cái điều đó nhiều Tôi như mình không? Dạ. Chỗ này thì anh lại phải tranh cãi và anh yeah. lại ủng hộ bình mới chết tức yeah. là Tại vì anh cũng là người làm nghề này yeah. Anh làm nhiều lâu năm hơn mình Nhưng tất nhiên mỗi người hốt sẽ có một cái quan niệm riêng nha yeah. Anh không nghĩ là nó sẽ có một cái công thức chung mm. Nhưng mà chỗ này anh lại ủng hộ mình Tức là anh thường là anh hỏi cho anh mm. Anh hỏi cho mình yeah. Tại vì mình tin rằng Đầu tiên mình phải hứng thú, mình phải muốn biết Để mà cái cuộc trò chuyện nó được thật á yeah. Tức là đây là thật sự là từ mình muốn biết mm. Và mình vẫn tin rằng Ai đó trong khán giả Có người giống mình yeah. Và cái nhóm đó nếu nó nhiều thì có nghĩa là cái những thắc mắc của mình nó đang phù hợp với số đông còn lỡ may nó ít thì có nghĩa là cái thắc thắc mắc của mình nó đang bị số ít thôi còn uh, nếu mà để mà hỏi cho khán giả thì mình lại phải đồng cảm và tìm hiểu và hiểu được khán giả đang muốn nghe cái gì thì cái này nó là đòi hỏi sự đồng cảm của mình với tập khán giả mà đôi khi mình không đủ sức sẽ có một số trường hợp mình biết mình đoán là khán giả muốn biết cái gì nhưng mà đa phần anh sẽ vẫn hỏi cho anh ừ cho nên là Bình lo ngại là mình sẽ chỉ hỏi cho mình Mà nó ích kỷ ừ. Thì anh nghĩ đó là do bình lo ngại Cái này sẽ là một chủ đề có thể gây tranh cãi Xem yeah. là làm host thì hỏi cho mình Hay là hỏi cho khán giả yeah. uh, Thì đó là cái thứ nhất Cái uh. thứ hai nữa là mình cũng phải thừa nhận uh, Những cái mặt hạn chế của mình ừ. Đó là giọng của em chưa hay đại từ của em chưa tốt Và cái cách uh, nhấn nhã Cái cách mà mình can thiệp vào khách mời Khi mà khách mời đang trả lời Rồi cái cách mình uh, dẫn được câu chuyện mình tạm gọi là kỹ thuật Nó chưa được tốt, mình phải uh, rất là thẳng thắn thừa nhận uh, cái điều đó nha. Yeah. Ờ, cái đó là theo cái uh, trong đời của chính mình ha. Yeah. Mình sẽ bàn chuyện này sau, bây giờ mình muốn quay trở lại Và chút về cái con người kia của em, con người mà đang chiến thắng, con người viết và con người tự kỷ ở trong Bình thì trước là viết báo rồi uh, viết sách. Nhưng gần đây thì không thấy viết báo nhiều và anh có hỏi Bình là còn viết báo không? Bình bảo không. Tại sao vậy? Không muốn làm nhà báo nữa hả? Yeah. À, em nghĩ là vì mình đã hoàn thành xong một cái chặng đường rồi à, cái tôi nhà báo của mình nó đã chết rồi nó đã nhường chỗ cho một cái tôi mới nhà văn tạm gọi là như vậy ừ. à, nhà văn người viết kịch bản phim thật ra viết một cuốn uh, tùy bút thì cũng em cũng chưa dám nhận mình là một nhà văn đâu nghe nó to tát quá ừ. nhưng mà ừ, có thể là có một cái uh, nhà văn mini nhà văn nhỏ nhà văn sơ khai nó đã bắt đầu nó ra đời rồi và nó đòi hỏi nhiều cái năng lượng và thời gian của mình hơn trước đây thì khi em học báo thì em cũng có một cái mơ ước kiểu như rất là viễn vông kiểu mình sẽ thay đổi được xã hội <laughs> thay đổi được chính sách thay đổi được mọi người này kia cái nọ nhưng mà càng lúc thì mình càng thấy là cái khó nhất cái là là thay đổi chính mình thôi ừ. chứ quan trọng nhưng mà thay đổi ai thay đổi mình thay đổi còn không nổi nữa mà thay đổi ai nên từ cái việc đó thì em cảm thấy là bây giờ em phù hợp hơn với việc viết phim và viết sách viết phim và viết sách thì nó đòi hỏi một cái sự sáng tạo lớn hơn nó đòi hỏi một cái sự cam kết một cái sự kỷ luật lớn hơn và nó phù hợp với với mình trong giai đoạn này Blue Venture Series khởi nghiệp thành công Chương trình truyền cảm hứng khởi nghiệp từ hành trình thực tế của 18 nhà lãnh đạo thành công Đón xem vào 20 giờ thứ năm cách tuần trên YouTube Việt Success Và các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Giật mình hai mắt trũng sâu Người trong gương ấy còn đau hơn mình Trong đời mình chưa bao giờ nói chuyện với bố mình nhiều như vậy Chỉ sau 3 tháng thôi Toàn bộ máu trong cơ thể chúng ta đã làm một cái là một máu khác rồi Vậy thì bây giờ còn phải đặt đi tìm, cân tính rồi để làm chi? Như em nói đó, cuối cùng khó nhất là thay đổi chính mình. Dạ. Yeah. Viết báo thì không cố gắng thay đổi xã hội cũng thay đổi quan điểm hay thay đổi cách nhìn khó quá thôi, vì yeah. thay đổi chính mình. Dạ. Yeah. Thì cái con người hiện tại khi mà viết phim, viết kịch bản, viết sách này yeah. nó đã khiến em cái thay đổi lớn nhất của chính mình là gì? không biết anh Khánh đã từng đọc bài thơ uh, à, tự sông đất chưa? À chưa, không? Uh -huh. uh, để em đọc cho anh nghe cái bài thơ đó. Không biết em còn nhớ rõ không? Uh, tự mình sông đất cho mình căn phòng suốt mùa tự đốt pháo tự giao thừa bắt tay chúc tết như vừa thấy nhau giật mình hai mắt trũng sâu người trong gương ấy còn đau hơn mình, cái bài thơ nó là như vậy, nghe rất là cô đơn. thì uh, khi mà em bắt đầu uh, viết uh, viết phim á, thì để mà viết được một cái kịch bản phim, á, anh bắt buộc anh phải có cái sự đồng cảm với nhân vật, ừ. anh phải đặt mình vào trong nhân vật, thì anh mới biết rằng nhân vật cần cái gì, nhân vật muốn cái gì, nhân vật uh, nói gì, nhân vật hành động như thế nào, kiểu như thế thì anh muốn đặt mình vào nhân vật á thì nhân vật nó phải mang một cái mảnh hồn của anh ừ. anh thể anh không thể đồng cảm với một người mà mà anh không có gì liên quan với người ta hết trơn trọi tại sao khi mà uh, anh, 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 anh anh phỏng vấn nhân vật mà khi mà nhân vật kể ra một cái tệp ký ức mà anh lập tức anh hiểu ngay bởi vì anh từng trải qua cái chuyện đó ừ. thì mình. đó đó thì phim nó cũng như thế phim nó còn ghê hơn nữa ừ. bởi vì anh phải đi suốt một cái hành trình chữa lành uh, cho cái nhân vật đó tất cả các bộ phim uh, anh khánh đã từng xem thì nó đều có một cái cấu trúc như nhau đó là một cái nhân vật họ chạy theo một cái mục tiêu nào đó và trong cái quá trình chạy theo cái mục tiêu đó họ nhận ra rằng đây không phải là thứ mình cần ừ. mình cần một thứ khác và khi họ nhận ra cái thứ mình cần đó là giây phút họ chữa lành cái tổn thương tâm lý của họ đã có từ trước thì khi em làm phim thì em bắt đầu thấy được những vấn đề của mình ừ. ở trong quá khứ mà đôi khi mình không thấy đôi khi mình mình phủ lên nó quá nhiều thứ nhưng khi mình bắt gặp cái chuyện đó thì đầu tiên là mình giật mình à, hóa ra bấy lâu này mình làm chuyện này chuyện kia là mình bị thôi thúc bởi một cái vết thương nào đó một cái đứa trẻ bên trong của mình nó có những cái vấn đề này thì vấn đề kia thì mình bắt đầu thương lấy chính mình người trong gương ấy còn đau hơn mình ừ. đấy ừ. đó bắt đầu thương lấy chính mình bắt đầu mới quay về quá khứ bắt đầu làm lành với bản thân bắt đầu một cái quá trình mình tạm gọi em muốn dạo đây người ta hay nói cái từ chữa lành người ta lạm dụng quá em nghe em cũng mệt à, em nghe chữa lành mỗi lần mà nghe chữa lành là mình thấy mình đau á <laughs> nhưng mà nó đúng là như vậy ừ. mình yeah. và mình rất là biết ơn là mình đã chọn đúng cái nghề rồi ừ. cái vết thương nào mà em đã chữa lành mà em đáng nhớ nhất à, em nghĩ là Um, em nghĩ là em đã một trong những cái um, uh, vết thương mà thôi mình kể ra khóc bù lù loa nó lại không hay nhỉ thì thôi em chỉ uh... không sao kể okay. mở đi em uh, em sẽ kể cho anh nghe chuyện uh, em dịch cuốn sách vương gia vệ ha ừ. Rồi, em dịch cuốn sách của vương gia vệ thì uh, vương gia vệ mới uh, mới kể một câu chuyện là Vương gia vệ bước bước vào làng phim một cách rất là bản năng, đúng không? Và ông ta cũng có một cái thắc mắc là ủa sao trong gia đình mình chả thấy ai có truyền thống nghệ thuật gì mà sao mình lại yêu phim ảnh thế này và sao mình làm có vẻ rất là tốt như vậy? Ừ. Thì đến khi bố của Vương gia vệ mất thì ông mới vào trong phòng của bố mình và tìm lại những cái đồ vật ngày xưa của ông dọn cái phòng á thì mới thấy là ông bố đã viết rất là nhiều kịch bản ở trên những cái bao thuốc lá ừ. ông xé cái bao ra hút thuốc thì xé bao ra và viết chi chích chữ ở trong đó thì cái giây phút mà vương gia vệ cầm những cái kịch bản được viết chi chích trên cái tờ giấy thuốc lá lên đó là ông ta hiểu rằng a à, cái cái bản năng làm phim này ở đâu ra ừ. từ bố mình mà ra và chữa lành với bố luôn rất tiếc là bây giờ ông bố đã không còn ừ. nhưng rất may là trước đó là hai cha con đã có một cái dịp hút chung một cái điếu thuốc ừ. bắt đầu là hút 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 cùng hút thuốc với nhau và cái giây phút mà hai người cùng chăm một điếu thuốc nó giống như phá băng vậy đó thì hai người bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn còn trước đó bố của vương gia vệ là thường xuyên bắn nhà ừ. à, hai bố con không nói chuyện nhiều với nhau mà thậm chí là cả hai còn có những cái hiểm khích nữa thì um, sau khi em đọc uh, chính cái, um, cái, 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 cái câu chuyện nó nó thức tỉnh em rất là nhiều em mới nói là ủa cái khả năng viết của mình từ đâu mà ra. Cái khả năng mà tạm gọi là ăn nói nó ừ, không anh mình không tò mò không vô duyên lắm, đó. Ừ, nó, nó đâu ra đâu vậy? Mà ra. Đâu ra vậy? Thì sau đó em mới cùng bố em đi lên Đà Lạt, tại vì bây giờ con của em nó ở trên Đà Lạt thì em chở ba của em đi lên Đà Lạt thăm cháu. Suốt một cái chuyến xe dài 6 tiếng đồng hồ đó tụi em bật lại những cái vở cải lương ngày ừ. xưa. À, bên cầu dịch lụa tiếng trống mê linh này kia thì bà nội em là người cho ba em nghe rồi sau đó bà nội lại cho em nghe rồi em ngồi em nghe và tất cả những cái ca từ thật là đẹp đó, nó thấm vào trong người em. Ừ. Đó. Thì nguyên một cái chuyến xe đó hai cha con nói chuyện với nhau, cũng em cũng hút chung một điếu thuốc với ông và Trong đời mình chưa bao giờ nói chuyện với bố mình nhiều như vậy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ. Và cái cái vở cải lương đó nó giống như một cái sự kết nối nó làm cho những cái bức tường mà bố em đã xây cho em nó sập xuống và chắc con bắt đầu nói chuyện rất là nhiều trước đây em với uh, ba của em chắc một năm nói được với nhau khoảng 6 câu sáu <laughs> câu giọng <nhậm> cổ <cười> <cười> thì chuyến đi đó em đã nói được rất là nhiều thứ chữa lành với bố và chữa lành Đáng kể luôn. Và sau này mỗi khi em về em lên em đốt cây nhang cho bà nội thì em chào bố em. Điều mà trước đây em không dám làm. Trước đây ừ. em... Trời ơi mình lên mình chào bố mình có cái việc gì mà mà khó khăn đến như vậy. Ừ. Và em nghĩ đây là một vấn đề của thế hệ mình. Đó là bởi vì bạn em cũng gặp những vấn đề này. Rất là khó nói chuyện với bố mình. Ừ. Nó, nó có một cái rào cản gì lạ lùng nói hai ba câu là cãi nhau. Ừ. À, thì nếu như mà mình nhìn lại bây giờ em em nói uh, ok bình bồng bột nó là một cái bút danh một cái nghệ danh ở trên facebook đúng không em còn có một cái nghệ danh là trần minh nữa ừ. nhưng mà tên thật của em là nguyễn thanh bình ừ. uh, tên thật của anh bình đồng bột đây nhiều bạn chưa biết <cười> <cười> thì á một hôm á em mới ngồi em viết cái tên em xuống em viết thật là chậm thật là chăm chú viết hết dòng này viết 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 xong em nhìn vào đó Xem em thấy cái gì? Em thấy cái gì ở trong đó? Em em mới nhìn thấy một cái khát vọng. Ừ, một cái ước mơ ừ. của bố mình. Là bởi vì á bố của em là là ngày xưa là là lính của chế độ cũ. Nhưng mẹ của mẹ của bố em, có nghĩa là bà nội em á ừ. lại là một người cộng sản. Wow. Ừ. Thì nó có một câu chuyện là um, bố của em bị uh, bị thương bị đạn bắn và mẹ của em mẹ của bố muốn vào thăm thì thăm làm sao được ừ. đúng rồi người bên này sao thăm bên kia thì bà nội của em á uh, mới len lỏi mới tìm mọi cách mới chui xuống cái gầm giường của ba em á, Và nằm im ở đó ừ. đến nửa đêm khi mà người ta vắng là mọi người đi về đi rời khỏi đó rồi nội em mới lăn ra mới coi là con của mình như thế nào Xong nghe em câu chuyện đó thật ra đó là một câu chuyện rất điển hình nó không nó không có là phải là một câu chuyện mà mình phải gọi là uh, sáng tạo hay bịa ra nó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hàng ngàn hàng vạn câu chuyện điển hình của chiến tranh ừ. thì ba của em bà nội của em đều là tạm gọi những nạn nhân của cái cuộc chiến đó bởi vì suy cho cùng trong mọi cuộc chiến tranh này ai chiến thắng thì nhân dân cũng bại mà thì em mới lúc đó em mới nhìn vào cái tên của em thanh bình đúng rồi ban đầu em rất là ghét cái tên đó là bởi vì em thấy cái tên đó rất là rất là kiểu như nói sao ta phổ biến ừ. trong mình đi mỗi lần mà em đi thi đại học đó, là kêu nguyễn thanh bình là mười mấy người vô tay okay. đúng không đôi khi em em ước gì em có một cái tên kiểu như bạn em nó em có một người bạn tên là đại bàng <laughs> nguyễn đại bàng anh hiểu không mà mà người của bạn nhỏ xíu à okay. kiểu như khi mà nghe chữ đại bàng mình tưởng còn con chim gì nó bự này kia cái nọ thì kiểu như mỗi lần mà thầy nó nguyễn đại bàng cái xong nó dạ có cái bạn chút xíu ừ. xíu xong các bạn nó bị chọc rất là nhiều bạn đó cũng rất là xấu hổ với cái tên của bạn nhưng mà lâu lâu đó, em cảm thấy em ước gì mình có cái tên đó vì cái tên kêu. nó xịn ừ. nó đặc biệt con tên mình ai cũng có hết nhưng cái giây phút khi mà em ngồi em viết cái tên em xuống và em nhìn sâu vào nó và em nhớ lại câu chuyện bà nội em kể đó thì em thấy là trời ơi đây là ước mơ của bố mình và đây là ước mơ của cả một thế hệ và đây là ước mơ của cả một cái dân tộc khi mà chúng ta nói về một cái truyền thống của một cái quốc gia chúng ta nói gì chúng ta nói gì về việt nam ừ đúng không? Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ có hàng trăm hàng ngàn những câu chuyện để kể. Còn Việt Nam chúng ta sẽ kể gì đây? À, bây giờ mình làm một cái bài toán Mình làm một cái cuộc điều tra xã hội học đúng không? <laughs> bạn hãy nêu 10 nhân vật lịch sử mà bạn nhớ nhất, bạn pop up trong đầu ra coi. Em đảm bảo với anh sẽ toàn là những cái nhân vật liên quan đến chiến tranh mà thôi. Rồi. Bởi vì đất nước của chúng ta bị bị bóng nát bởi những cuộc chiến lịch sử của một quốc gia nó là được viết lên bởi à, sử xanh và máu đỏ nhưng cái phần máu đỏ của chúng ta đang quá nhiều cái phần sử xanh lại quá ít đúng không ừ. nên là cái tên thanh bình đó, khi mà mình cảm nhận được cái sự thiêng liêng đó thì mình yêu cái tên của mình và cái giây phút đó mình chữa lành với một phần với lại ba của mình cái, um, đúng là cái thế hệ của tụi mình đôi khi nói chuyện với phụ huynh đó nhiều khi cũng gặp khó khăn yeah. và có những cái tổn thương mà kiểu mình không 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 biết là nó tồn tại đó nó có như một cái bức tường vô hình yeah. và mình đôi khi mình không biết là tổn thương nữa cơ yeah. và không biết là mình cần phải được chữa lành cái việc mà mình Bình nỗ lực chữa lành cho chính mình yeah. ở đây anh muốn hỏi về cái cái sự chủ động và cái những cái khó khăn mình gặp phải khi mà mình nỗ lực làm việc đó yeah. Bởi vì cuối cùng thì bản thân mỗi người phải tự chữa lành cho họ chứ không ai giúp họ được. Ừ. Thì trong cái nỗ lực tự mình chữa lành cho mình cái điều gì là mình gặp khó nhất? Ừ. Em em nghĩ rằng mọi thứ nó nó diễn ra rất là tự nhiên đó anh. Ừ. Chứ mình cũng thể nói là ok, hôm nay tôi sẽ bắt đầu chính thức chữa lành cho tôi. Đấy. Không được, không có. Có nghĩa là mọi thứ nó phải nó giống như là nó có đủ duyên để mình nhìn nhận để em nghĩ cái vấn đề lớn nhất là mình phải quan sát mình phải cố gắng quan sát quan sát từ bên ngoài và đặc biệt là quan sát từ bên trong của mình những cái cảm xúc mình nó đang nào nó đang dậy lên con người nào nó 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 đang trào lên đây thì um, cái khó nhất vẫn là đối thoại với ba mình và với mẹ của mình em em nhận được rất là nhiều uh, lời đề nghị là em dạy viết ừ. Ừ. thì em thì em rất ngại bởi vì um, mang cái mát là đi dạy dỗ cho người khác em 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 rất ngại cái chuyện đó nhưng em có thử uh, với một vài bạn để cho họ những cái bài tập thì uh, em ra một cái bài tập như thế này À, bạn hãy à, viết về cái kỷ niệm vui nhất của bạn và bố của mình ừ. và họ bắt đầu họ viết và em nói là à, đừng có dùng tính từ cố gắng trong cái đằng văn này đừng có dùng tính từ là bởi vì à, tính từ á anh khánh à, nó nó có thể nói xạo ừ. Ừ. tại sao nó có thể kể những câu chuyện không thật bây giờ anh nói thí dụ nha anh khánh nói cô ấy đẹp lắm thì đẹp của anh khánh khác đẹp của em ừ. đúng không ừ. à, cái thằng đó nó kỳ lắm thì cái kỳ của anh khánh nó khác cái kỳ của em ừ. nó, nó có một chút phán xét trong đó đúng đúng và, và có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái nhận thức khác nhau với cùng một vấn đề nhưng khi chúng ta đặt nó thành những hành động và những danh từ những động từ và những danh từ ừ. thì nó không nói dối em nói thí dụ tả một cô gái đẹp cô ấy vừa bước vô cả quán bar ngoái lại nhìn em nói thí dụ như vậy ừ, không dùng một tính từ nào đúng rồi nhưng chúng ta biết à ừ. đây là ý. kiểu kiểu như thế à, thì khi mà em 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 đưa cái bài tập để cho mọi người á thì khi mà các bạn gửi cái bài viết của các bạn về cho em á đầu tiên là em khóc em khóc cái đã ừ và sau đó khi em hỏi bạn em những cái người viết đó họ nói họ cũng khóc bởi vì những cái thứ đó nó ở quá lâu hơn trong đầu và mình phủ lên mình quên mất tiêu rồi nhưng một hôm khi mình ngồi mình viết mình mình bắt đầu có cái động thái là mình phải à tôi phải nhớ lại và khi mình rút một cái sợi dây ra bắt đầu viết đó là lúc vô thức mình đã làm việc viết á ban đầu á nó là một hành động có ý thức nhưng khi anh viết đến một đoạn á là vô thức của nó làm việc bắt đầu là tay của mình nó viết cứ trào ra. nó trào ra và bắt đầu mình lôi được một cái tệp ký ức nó nằm sâu mút chỉ ở trong đó à, các bạn bắt đầu viết và những cái những cái viết đó, đó nó rất là tự nhiên à, nó rất là đẹp và nó em tin rằng nó là một cái sự khởi đầu cho một cái hành trình để họ bắt đầu chữa lành nhận thức được vấn đề nó là một cái bước tiến rất là quan trọng còn chuyện sau đó các bạn đi tiếp với lại cái câu chuyện này như thế nào thì đó là chuyện của mỗi người yeah. đôi khi mình không biết là mình có vấn đề yeah, đúng. cho đôi khi mình nhận thức được là mình có vấn đề yeah. thì mới bắt đầu tìm cách giải quyết đúng rồi đúng rồi xem ra viết cũng diệu kỳ quá ha? À, người ta nói đó. người ta nói là ngồi thiền để chữa lành ha bây yeah. giờ nghe mình kể thì hoàn toàn có thể ngồi viết đúng rồi anh bởi vì viết nó là một trạng em nghĩ viết nó cũng là một trạng thái thiền đó ừ <laughs> ừ đấy tại vì khi viết anh đâu làm chuyện khác được đấy tập trung hoàn toàn và tới một lúc đó nó vô thức nó ra những cái thứ ừ. tiềm ẩn ở bên trong mình yeah. cũng trả lời rất nhiều các cuộc phỏng vấn về cuốn sách này mình nói là đi tìm đây là đi tìm căn tính của sài gòn ừ. nhưng cuối cùng mình tìm ra căn tính của mình ừ. anh cũng rất tò mò chuyện ừ. này uh, căn tính thì định nghĩa là một cái tính chất gốc rễ ừ. một cái cốt lõi gốc rễ ừ thì sau khi viết cuốn sách này mình mô tả về về căn tính của mình như thế nào sau khi em viết cuốn sách này thì em rút ra một kết luận là thôi đừng có đi tìm <laughs> là, là bởi vì á mình đôi khi mình càng tìm á mình sẽ càng đắm chìm vào những cái đau khổ đúng không bây giờ cái gì tới thì nó sẽ tới và không có cái tôi nào nó tồn tại mãi mãi hết đó là điều ừ, chắc chắn luôn luôn bất biến chứ à, luôn chắn. Là, luôn 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 thay đổi chứ đúng rồi à, không phải là bất biến đúng rồi à, em ngồi đây với anh khánh đúng không bề ngoài chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau nhưng mà hàng triệu hàng triệu tế bào của chúng ta chết đi đúng không rồi cái hệ thống lọc máu của con người rất là kỳ diệu ừ. chỉ sau 3 tháng thôi toàn bộ máu trong cơ thể chúng ta đã làm một cái là một mẫu khác thôi. Vậy thì bây giờ còn bài đặt đi tìm căn tính rồi để làm chi? <laughs> anh hôm nay uh, anh Khánh ngồi trước mặt em đã khác rất là xa. Anh Khánh của năm ngoái khác càng xa hơn anh Khánh của uh, 5 năm trước hay là 10 năm trước. Và ngày mai Lỡ anh Khánh trúng việc lốt, anh Khánh có Khá mấy chục tỷ. Khác như thế là hạnh phúc Xóa số luôn. <laughs> Đó số luôn. Thì lúc đó là anh khánh đã có một cái tôi khác lúc đó anh khánh đã có một cái tôi triệu phú rồi đó những cái hạnh phúc hẳn <cười> <cười> vậy thì uh, tìm căn tính tìm tính chất của mình trong khi con người mình thay đổi nhưng mà chỗ này chắc cũng phải tranh cãi một chút mặc dù thì cuộc sống cũng thay đổi mà người ta nói vô thường đúng không yeah, đúng rồi. luôn thay đổi con người mình cũng thay đổi nhưng mà đâu đó uh, cái chất của ông bình bằng bột vẫn là ông đó chất ừ. ông khánh vẫn là chất ông khánh có cái gì đó nó không thay đổi ừ. bởi vì em mới nói ừ. trong lúc đi tìm căn tính của sài gòn em tìm thấy căn tính chính mình là vậy là bởi vì ngay từ đầu sài gòn là gì ngay từ đầu đã là một sự pha trộn rồi ừ ngay... một cái nồi lẩu rồi đúng, đúng rồi. rồi ngay từ đầu là lẩu rồi <laughs> người từ bắc vào từ miền trung vô người hoa nhập cư người bản địa rồi tùm lum tùm la ở đây ngay từ đầu là đã gây xuất phát điểm sài gòn đã là một thứ hỗn hợp và càng cố gắng đi phá ra đi tìm ra thì thì mình càng đau khổ hơn ừ. đúng không ạ có nghĩa là ý em muốn nói ở đây mình nên chấp nhận cái bản thân mình là mình có rất nhiều thứ mình có một phần của cha mình có một phần của mẹ mình có từ cái bầu vô thức ừ. của tập thể bầu vô thức của Sài Gòn là một của dân tộc okay. uh, Việt Nam của cái khối gọi là văn hóa Đông Nam Á và cuối cùng là của lớn hơn và mình chấp nhận là tôi là một phần của toàn thể đừng có cố gắng đi đi đắm chìm quá quá lâu ừ. trong cái căn nguyên để làm gì cũng giống như là đừng có phải đi về đến tận cùng để chữa cho bằng hết những cái nỗi đau làm gì thôi sống tiếp đi có nghĩa là sau một thời gian á em cũng bày đặt em nói mình còn chấn thương nào mình chưa chữa mình chữa hết đi nếu như mình dành hết toàn bộ thời gian để mình nghĩ về cái chuyện đó, đó thì làm sao mình sống nữa anh khánh làm sao mình còn cái háo hức để đi tìm để đi để đi khám phá những cái mới để để yêu nữa bởi vì bước vào một tình yêu là chấp nhận tôi chuẩn bị là không kiểu như mình nói ây à mình yêu cái cô gái này những trâu mà sao có khả năng xảy ra thì thôi chứ ta sẽ chẳng còn làm được cái gì hết cũng đúng cũng đúng và chấp nhận uh, thất bại chấp nhận chia ly chấp nhận cái sự chết nó cũng là một cái hành trình trưởng thành là bởi vì ok chúng ta nói chúng ta là uh, con đồng cháu tiên chẳng hạn nếu ừ. chúng ta tin vào cái truyền thuyết đó ừ. thì chúng ta phải tin rằng lịch sử của dân tộc này lịch sử của mỗi chúng ta đã được hình thành từ một cuộc chia ly nghe nó buồn Nếu đó. tin là tin mà cái đó đúng là, đúng đúng. là như vậy đúng nghe không? nó buồn đó nhưng mà nó là sự ừ, thật nông ngô cơ đúng không ngay từ đầu là đã chia ly rồi đúng. vậy xem ra không cần đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi triết học muôn đời tôi là ai nữa đúng hả? rồi đúng, đúng next ngay cái trong cái chữ next là nó có nó có cái chữ x rồi đây là lúc cái câu nói kinh điển của loài người xuất hiện Anh thay đổi rồi Đau khổ đúng không Còn yêu không Con yêu thì chịu à, cũng thú vị nha tức là yeah, mọi người cứ cứ đi đồng đấu cái câu hỏi là tôi là ai và phải xác định cái căn tính cho mình và phải hiểu bản thân nhưng mà bản thân mình cũng thay đổi liên tục và mình hiểu là mình đang thay đổi nếu đang thay đổi và và chấp nhận mọi thứ đến với mình dạ yeah. à tôi là <laughs> tôi là ai? tôi là ai còn trả lời đó tôi là ai cái chữ ai trong tiếng anh <laughs> uh. không cần trả lời nữa hôm uh, em rất là nhà quê là bởi vì dạo gần đây em mới biết được cái bài trả lời rất là nổi tiếng của ông Steve Jobs uh. và 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 trong một cái mục quan trọng là ông nói về love and loss uh, à, chính xác mà mà mà, mà mất đi thì kiểu như là ông kể uh, Steve Jobs kể lại câu chuyện là khi ông mất cái, cái, cái vị trí của ông ông bị chính cái công ty ông lập ra ra đâu đó, đó thì ông bắt đầu nào là muốn từ bỏ rồi sau đó nhận ra là à ah, mình rất là yêu cái việc này rồi sau đó ông lập ra cái công ty tên là next ừ. Sao em ngồi em nói next ngay cái trong cái chữ next là nó có nó có cái chữ x rồi cái chữ x nó nằm chính giữa cái chữ next <laughs> luôn đúng không ạ à? <laughs> ừ. có nghĩa là ngay trong cái mầm móng của một cái mới nó đã có một cái cũ ở trong đó rồi dạ yeah. xin <laughs> chơi chữ mà bị mình phát hiện <laughs> à không chẳng qua là em lẩm cẩm thôi em ngồi em lẩm cẩm em ngồi em nghĩ anh nể phục cái sự quan sát của em với mình thật sự là cuốn sách này với những gì em viết cái sự quan sát rất là chi tiết tinh tế và gần gũi và không chỉ quan sát đâu và cái cách mà em cảm nhận được nó nó cũng thể hiện rất nhiều uh, cái trái tim của mình và cái sự đồng cảm của mình chính vì vậy cho nên em nói là em viết phim em đồng cảm với nhân vật anh tin rằng em có sự đồng cảm đó. Để giờ mình nói về câu chuyện tôi là ai là đi ừ. tìm căn tính nhưng mà vậy thì nó có bị mâu thuẫn với lại cái việc hiểu bản thân hay không? Ừ. Bởi vì hiểu làm gì khi mà cái bản thân mình nó luôn thay đổi? Ừ. Hiểu đây là hiểu như thế nào? Yeah. Bây giờ em có thể đang hiểu bản thân mình không? Em nghĩ là chuyện hiểu á nó không quan trọng bằng chuyện chấp nhận. Ừ. Uhm. Uh, nó không quan trọng bằng chuyện thương thương chính lấy cái bản thân mình em ừ. nghĩ nó quan trọng hơn thương chính mình dạ yeah. yêu Nên, bản thân dạ yeah. và mình bớt hiểu lại ờ à. à, có nghĩa là ý là khi mình yêu một ai đó mình 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 bớt đi tìm hiểu lại thì mình sẽ hiểu <laughs> còn mình cứ đi tìm là mình sẽ không hiểu <laughs> em nghĩ vậy khi ừ. mình đủ thương người ta thì mình sẽ đủ hiểu ừ. có nghĩa là những cái việc người ta làm mình có thể tự giải thích cho người ta được. Ừ. Chứ mình đừng có mình đừng cố gắng tìm hết mọi câu trả lời bởi vì không có đâu. Ừ. Mình còn không hiểu được mình làm sao mình đi hiểu được người ta. Vậy, Vậy thì, thì mình thương lấy chính mình. Làm mình là mình sẽ thương người ta. Yeah. mình hơn sẽ sẽ hiểu mình hơn. <laughs> Nhưng chuyện nói chuyện mà mình nhắc tới Love and loss uh, tình yêu sự mất mát và cả những người phụ nữ nữa. trong những cái tổn thương của người đàn ông tuổi tuổi này ấy, ừ. thì ngoài gia đình ngoài bố mẹ ra chắc chắn là sẽ có bóng dáng của phụ nữ ừ. đúng yeah, không mình đúng đúng rồi. mình yeah. uh, có ngại chia sẻ về một cái tổn thương nào đó không à. <laughs> à, em nghĩ là mình có thể uh, nói chuyện chung chung chúng ai chúng Giống như mình nói là sau lưng một à, Một người à, sở khanh đúng không, Sau lưng một à, playboy Đúng không? Là một người đàn ông phản bội Phía trước đó Đúng không? Là bởi vì Nếu anh ta không có Không có bị phản bội ở đây Ở phía trước đó Anh ta không có cái tâm lý báo thù này Anh ta không có đi Hết người này đến người kia Hết người này đến người kia Đúng không ạ? Thì Nếu như mà mình à, Mình có thể Gọi là nhìn được cái, cái mình có thể hiểu được có thể thương được người ta thì mình sẽ thấy là a à, cái con người playboy này họ có những đau khổ và playboy hay playgirl hay trapgirl hay tất cả những cái, cái tên mà chúng ta gọi chúng ta biết là họ có một cái tổn thương tâm lý vậy thì với uh, cái tình thương lành mạnh của mình á mình có thể làm người ta thay đổi và em em càng sống em càng có một niềm tin rất là lớn đó là mọi thứ rồi sẽ tốt lên rồi ừ. em luôn luôn Đồng có ý. Một niềm tin đó ừ. yeah. chứ bây giờ anh kêu em kể về cái uh, trải nghiệm uh, cá nhân của em thì thôi không không là... kể trải nghiệm uh. cá nhân mà là ở đây muốn nói là một cái về tình yêu ừ. về tình yêu có một cái một cái trải nghiệm tổn thương nào về tình, tình yêu mà mang lại cho mình một cái bài học mà em cho là tâm đắc nhất ừ. em nghĩ làm cho đến bây giờ em cái cách giữa hai người yêu nhau ừ. cho đến bây giờ thì em rất là hạnh phúc và may mắn em thấy mình rất hạnh phúc và rất may mắn khi tất cả những người phụ nữ mình yêu họ đều là những người cực kỳ đáng yêu ừ. họ đều là những người tuyệt vời đặc biệt khi mình soi chiếu với lại những người bạn chung quanh mình đó thì mình thấy wow, mình yêu rất là ít ừ. nhưng mà ai cũng xịn á ai cũng tuyệt đỉnh hết ừ ai rồi. cũng là những cái người mà nếu cho mình yêu lại thì mình chắc chắn mình sẽ yêu lại kỳ ừ, mà... người đó đang nghe cái chương trình này à. <cười> <cười> ừ chắc là có tại vì ừ. nào giờ em yêu có ba người chứ mấy rồi. ừ thì uh, cứ sau mỗi một cái tình yêu là một con người mới sinh ra một mình mới sinh ra một dạ một, yeah, đúng rồi anh uh, love and loss <laughs> của Steve Jobs nói ừ. đó, nó cũng nằm trong cái cái việc này là bởi vì khi người ta rời đi người ta bỏ lại hai bạn tử nói là người đi một nửa hồn tôi mất ừ, đó. một nửa hồn kia hóa giải khờ thì cái nửa hồn hóa giải khờ đó là nửa hồn sẽ bắt đầu tái tạo cái nửa hồn mất đó ừ. và tạo ra một bản thể mới một con người mới và điều kiện tiên quyết để cái con người mới này sinh ra là phải đi nửa hồn kia phải đi ừ. phải đi mất đi để tôi thấy là tôi khuyết cái gì một người yêu họ tới với cuộc đời mình là để họ báo hiệu cho mình biết rằng anh đang thiếu một cái gì đó anh đang khuyết một cái gì đó bổ sung đi ừ. nên là một cái người yêu là một người bạn mà đồng thời là một người thầy lớn của mình cũng được ba người thầy à, dạy khá nhiều bài học Sì. ba người thầy của em là tuyết đính, ba người thầy <laughs> sì. sò Nhưng mà cái sự những cái sự đổ vỡ đó đó, ừ. nó có phải bắt nguồn từ một cái tổn thương nào đó của mình hay không? Từ một cái đứa trẻ bên đứa đứa bé bị tổn thương của mình hay không? Ừ, chắc chắn anh, chắc chắn anh. Tất cả những cái cặp đôi yêu nhau mà họ chia tay nhau, đó là vì inner child họ cái đứa trẻ bên trong họ trào lên và hai cái đứa trẻ nó đánh nhau. Có một ví dụ cụ thể nào đó không? Bây giờ nó rất là đơn giản như ừ. thế này mọi cuộc tình nó đều đi theo một cái em nói mọi thì nó hơi bị đánh đồng em nói ok đa số những cuộc tình nó sẽ như thế này đầu tiên là chúng ta bị thu hút bởi bên ngoài chúng ta muốn có cái người đó đúng ừ. không và thời gian đầu á lửa nó rừng rực nó một ngày mà không nhắn tin chịu không nổi lúc nào cũng muốn biết nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn muốn gặp nhiều hơn muốn nghe nhiều hơn và muốn sex nhiều hơn và ừ. thời gian đầu sex nó rất là ư cuồng nhiệt đam mê cháy bỏng Bỗng nhiên một thời gian mình cam kết với người ta mình bắt đầu à, gọi là đổi trạng thái status trên facebook là in e relationship à, mình bắt đầu bước vào một cái mối một cái chương mới trong một mối quan hệ lúc này thì sự thân mật nó càng lúc nó càng dày đặc hơn nhưng cái lửa nó bắt đầu nó nó mất đi. Cái 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 xác bắt đầu nó 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 nguội dần nguội dần nguội dần nhưng mình bắt đầu hiểu người ta hơn, cái sự thân thuộc từ yêu bắt đầu chuyển thành thương và đây là lúc vấn đề nảy sinh. Đứa trẻ bên trong bắt đầu trào ra bởi vì khi mình muốn có người ta mình đeo mặt nạ. Mình đeo một cái mặt nạ. Che cái đứa trẻ đó lại. Đúng, mình che cái đứa trẻ nó lại và mình mình muốn có nên là mình giống như là mình đi pitch hay gì mình đi mình đi pitch một cái chóp thì mình đi pitch cái bản thân mình mà có ai đi pitch mà nói là tôi không làm được cái này tôi không làm được cái kia không ừ. toàn là pitch những thứ tốt đẹp hết nhưng mà lâu dần sống chung với nhau á mặt nạ rơi xuống đây là lúc cái câu nói kinh điển của loài người xuất hiện anh thay đổi rồi <laughs> nhưng không không có ai thay đổi hết mà... chẳng qua ồ oh, anh hiện nguyên hình rồi chúng ta bắt đầu trở thành con người thật của mình bên cạnh người kia và đa số người ta không chịu được cái con người đó. Sao cái con người lúc mà anh pitch cái bản demo nó xịn quá, sau đây anh đưa cái bản này như cái bản trắc vậy, okay. <laughs> sao nó lỗi lúc Ừ. Thôi, tôi không chịu này. Thì có hai khả năng xảy ra. Một chúng ta chấp nhận thương đau, mình đi tiếp với nhau. Để cho in trai cào cấu đánh nhau, cấu xé thì có thể là một thời gian sau cái tình yêu sẽ giúp hai người chữa lành và họ sẽ hạnh phúc nếu nó là true lớp cũng có thể là hai người chấp nhận nhau giống như rất nhiều uh, cặp ở thế hệ trước của chúng ta sống với nhau cả đời vậy đó cứ cãi nhau cứ cấu xé nhau nhưng cứ sống với nhau cả đời không ừ. có nhu cầu phải gọi là chữa lành gì hết trơn trọi và họ sẽ truyền cái đó lại cho con cháu những ừ. cái tổn thương đó nó sẽ di chuyển nếu chúng ta không chữa lành đúng không? Ừ. đó là trường hợp thứ nhất là đi tiếp trường hợp thứ hai chị tay quay về điểm khởi đầu bắt đầu thấy rạo rực với một ừ. người mới à lại đeo mặt nạ vô ý muốn có người đó xong lại ơi yêu nhau nhắn tin I love you à, rồi thay đổi mối quan hệ rồi xét cuồng xét nhiệt xong thời gian sau mặt nạ rồi xuống ý anh thay đổi rồi mình cứ mãi mãi ở trong một cái một cái vòng lặp đó nó có một cuốn sách rất là hay tên là tình yêu hạnh phúc có tồn tại của ừ. một cái uh, ừ. ông tên là ghi cọt nô mọi người nên tìm một cuốn sách đó đọc ừ. để biết rằng á cái tình yêu hạnh phúc cái true love á nó có thật sự tồn tại hay không <cười> và <cười> ông không trả lời được nha ừ. <laughs> thầy nào của mình mà xịn thế <laughs> giúp mình uh, nghiệm ra nhiều thứ quá yeah. nhưng mà về có nghĩa là sau nhiều lần mình rớt cái bức nạ nó xuống rồi mà mình phần nào mình chữa lành cái đứa trẻ bên trong của mình rồi nghĩa là mình có thể di chuyển tiếp cái mô nghệ tiếp theo và mình có đủ tự tin hơn rằng là sẽ không xảy ra một lần nữa những cái đổ vỡ như vậy hay không mình không biết được uhm. mình không dám chắc bởi vì cái đứa trẻ bên trong của mình nó mạnh lắm ừ. và mình kiểm soát đứa trẻ bên trong của mình thì đồng thời đối phương cũng phải kiểm soát cái đứa trẻ à. uh, của người ta nữa tại vì đôi khi á, mình mình vỗ về cái đứa trẻ uh, của mình rồi Xong cái mình đang ngủ cái đứa trẻ mình kêu quả ký đầu cái cốc <laughs> sau cái đứa trẻ mình ấy sắp kỳ dây xong <laughs> lại đấu nhau nên á, tình yêu á nó phải là một cái hành trình nương đỡ lẫn nhau lắng nghe nhau thật là nhiều, ừ. Ừ. nó đòi hỏi rất là nhiều nỗ lực. Ai mà nói yêu không mệt, trời yêu mệt lắm. Ừ. <laughs> Nhưng mà hãy tin rằng cái sự mệt của ngày hôm nay ừ. nó sẽ cho một cái trái ngọt về sau. Nó sẽ cho mình một cái mối quan hệ mà mình có thể nương tựa, mình có thể uh, ở cạnh họ được là chính mình, được là chính mình nha, được là chính mình trong một mối quan hệ là một điều rất là khó anh Khánh phải đồng ý như vậy đúng không? Có <laughs> cần sự cần sự chung tay của cả hai người và đôi khi có thể đứa trẻ của mình lành nhưng mà đứa trẻ bên kia không lành thì Được sao? Rồi, đúng rồi. Và và mình cũng nhiều lần nhắc tới một cái ý là những cái người sáng tạo sáng tác người ừ. viết họ hay có tác phẩm hay trong lúc họ đau khổ ừ. à, và chúng ta thấy rất nhiều bản nhạc buồn đúng không? Những bản tình ca buồn và những lần đau khổ còn lúc vui chắc ta không viết. Dạ. Bây giờ mình đang vui hay đang như thế nào? Em đang trong một trạng thái um, rất là khó nói có nghĩa là đây mình đang ở một cái giai đoạn chuyển giao từ ừ, từ từ đau khổ hạnh phúc có nghĩa là hiện nay có những lúc mình rất buồn nhưng mà có những lúc mình cũng rất là vui à, mình đang ở trong một cái giống như một cái một cái bước chuyển tiếp một cái vùng nước ở một cái cửa sông <laughs> hoặc là một cái cửa biển thì <laughs> lúc này thì có ảnh hưởng tới việc viết của mình hay không cái không trạng, cái cảm không xúc. À, không không ừ. à. ạ dạ. có nghĩa là cái mình đang ở trong một cái đêm giao thừa đi ha Rồi. hay mình tạm gọi là vậy đi ừ. có nghĩa là của cái cũ chưa kịp qua và cái mới chưa kịp tới mình đang ở trong cái ngưỡng đó nhưng mà mình cũng vui nha có nghĩa là em cũng vui vì vì mình đang ở cái điểm này nha ừ. cái một cái đề bài về viết nào và thử thách nhất từ trước đến giờ đối với mình mà cảm mình cảm thấy gặp khó khăn trong việc viết ra hoặc là gặp khó khăn trong việc sáng tạo nội dung à, em đang viết một cái phim Uh, với anh uh, với anh Charlie um, em viết cái phim này hai năm rưỡi rồi lâu thế à và em nghĩ là chắc phải ba năm nó mới xong có phải là kịch bản khó nhằn nhất từ trước đến nay không đúng rồi nó khó nhằn là bởi vì nó quá riêng tư nó khó nhằn là bởi vì giống như là cái um, cái cái tác phẩm này nó chờ em vậy đó anh Khánh Yeah. nó thú vị em kể anh nghe nó cơ duyên của nó là vậy nó là một cuốn tiểu thuyết của nhật bản uh -huh. thì uh, uh, một cái công ty của hàn quốc cj á, họ mới mua cái bản quyền cuốn tiểu thuyết này để họ chuyển thể nó thành phim yeah. đó thì nó trải qua bốn năm nhà sản xuất rồi nó trải qua bốn nhà biên kịch hàng đầu nha của hàn quốc họ không xử lý cái kịch bản này Wow. không xử lý được có nghĩa là họ 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 viết một hồi là nó bế tắc là họ không có cách nào họ gỡ được á thế là nó nó trôi dạt một hồi cái nó qua việt nam lạ thế nó qua việt nam tại vì họ định bỏ cái dự án này luôn rồi nó nói không thành phim được không làm được mất thời gian quá à, mà cũng mất tiền nữa tiền mua bản quyền ip thôi thì họ định dẹp thì tiện định... em tới em thì hai cái nhà sản xuất của hàn quốc á họ mới đi sang việt nam họ mới gặp em không? họ mới uh, hỏi là tại sao tao phải tin mày ta <cười> <cười> tại vì <laughs> cả đống nhà sản xuất rồi đạo diễn rồi biên kịch rồi này kia cái nọ mà cũng không đi tới đâu ừ. tại sao tao phải tin mày à, xong cái lúc đó em biết làm sao em nói một câu nè because I never quit à, okay. à, là bởi vì mà đúng là cái em là trước giờ em có cái tính này người ta bỏ em thôi chứ người ta ít khi em kiếm nào em bỏ người ta em ít khi nào em bỏ một cái shop nào hết rồi. shop nó bỏ em thôi rồi. Nên là đó, em lì em cứ nghĩa là em em là người rất là lì đúng không chịu đựng đúng không bỏ đi không bỏ thôi tôi không bỏ đâu á <laughs> ừ. muốn dây tiền mà cũng bỏ đúng rồi nên là hai cái người đó họ nghe cái câu đó họ ok ok mà họ đang chờ tới hai năm rưỡi nữa và bữa giờ họ có đâu rồi tới đâu rồi cho Nếu cái mà gì, mà gì đọc cho đọc cái coi đó ừ. kiểu vậy thì uh, em cũng uh, vật lộn với kịch bản này cho đến khi em uh, anh Charlie chính thức vào uh, làm đạo diễn của phim này và, và và anh Charlie đã dạy em rất là nhiều uh, về cấu trúc kịch bản về nhân vật này kia kia nọ và khi mà tụi em uh, bắt đầu càng xử lý á, mọi thứ nó bắt đầu nó mở ra nó mở ra nó mở ra và đến bây giờ nó đã có một cái thứ mình đã bắt đầu nhìn thấy không phải là nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm nữa ừ. mà mình đắc thầu nhìn thấy cái đích rồi và cái nhân vật này chắc nó phải có 70% là mình đó. Nên là mình gặp rất là nhiều khó khăn. Mới khó viết cái tóm tắt thôi ừ. là 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 mình đã có thể khóc được rồi. Vì sao là mình lại mình lại gặp khó khăn? Mình gặp khó khăn là bởi vì mình viết tới đâu là mình, cảm thấy chạm tim đen quá hả? Đúng rồi, đúng rồi. Nó nó mình phải thấy... cảm thấy thốn quá. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Tức là cái cái khó đúng đây đẹp. là như mình nói là mình thường xuyên phải đồng cảm với nhân vật ở đây thì nó là giống mình thì khả năng đồng cảm sẽ cao hơn đúng rồi vậy khó đây là khó à, không, do... không khó về mặt kỹ thuật nha ừ viết thì rất là mượt cái mà khó về ừ. gì khó là bởi cảm vì xúc. mỗi lần mình 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 uh, gấp cái máy tính lại mình rất là mệt mình rất là mệt mình bắt đầu phải review lại mình bắt đầu phải nhớ lại những cái chuyện buồn của mình trong... à, lại khơi ra nữa đúng rồi lại một hành trình chữa lành mới đúng nữa rồi hay sao? đúng rồi đúng rồi anh Wow, vậy thì hai năm rưỡi rồi mình có mình có đặt mục tiêu gì để xong kịch bản đó hay không dạ yeah, không em 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 không đặt mục tiêu gì cả bởi vì um, viết được cái kịch bản xong là mình cảm thấy hạnh phúc rồi còn cái uh, bộ phim á nó sẽ có cái số phận của nó yeah. với những đàn em mà muốn theo cái nghiệp viết này viết phim đặc biệt là viết phim chẳng hạn mình có chia sẻ gì với các bạn đừng vài <laughs> Để... câu đó là <cười> 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 em luôn hỏi là có chắc không <laughs> okay. à, thứ nhất á là bạn có chắc là bạn chịu khổ được không bởi vì á cái bản mà em viết lần gần nhất mà em nộp là nó nó là bản thứ mười sáu có nghĩa là đã xé đi 15 cái bản kia Để viết ra cái bản 16 Còn cái phim Mai mà em đang làm Mà Trấn Thanh chuẩn bị quay á, Cái lần gần nhất em gửi nó là bản thứ 37 à. Sửa đi sửa lại Nó có một cái câu kinh điển là Write is rewrite Viết Bản chất nó là viết lại ừ. Bạn có chấp nhận Làm đi làm lại Bạn có chấp nhận được cái việc là hôm nay bạn gọi là Móc hết ruột gan ra viết một cái bản Sau đó sản xuất bỏ vô sọt rác mà nó viết lại đi okay. bạn có chấp nhận được cái việc đó không đó thứ nhất là phải rất là kỷ luật thứ hai là phải có thần kinh thép <laughs> để khi mà sản xuất uh, họ hay là đạo diễn họ yêu cầu viết lại thì ừ. mình vẫn có thể viết lại được rồi rồi là cái khả năng để bạn đối chọi với lại những cái uh, lời khen uh, tiếng chê sau khi phim ra rạp nữa ừ. đó là một cái quá trình uh, và bạn có sẵn sàng học hỏi không bởi vì á, cái kỹ thuật kể chuyện á nó càng lúc nó càng tân tiến hơn và đặc biệt là những gì bạn làm đúng ở trong hiện tại á, tương lai là nó sai bét nha ừ. đúng rồi anh làm phim á nó không bao giờ có một cái công thức nào cụ thể hết trơn hết trọi á làm thế nào để 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 những bạn theo nghiệp này những bạn đặc biệt những bạn trẻ họ nâng cao cái năng lực viết tức là cái năng lực nó sẽ đến từ những cái điều gì mà có thể mình có thể nuôi dưỡng ừ. em nghĩ là một lần nữa quay lại câu chuyện là quan sát câu chuyện thứ hai là bạn phải yêu à. nó mới được bạn phải yêu nó trở lại cái câu chuyện của Steve Jobs khi Steve Jobs mất cái, cái 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 vị trí của mình trong Apple ông ta đã muốn bỏ cuộc ông ta đã muốn rời Valley ừ. nhưng ông ta nói là ông ta đặt ra câu hỏi là mình có còn yêu nó không? thì ông ta nói là mình vẫn yêu nó. vậy thì ông ta tiếp tục làm. ông ta tạo ra Next, ông ta tạo ra Pixar là bởi vì cái tình yêu nó vẫn rất là lớn. À, cái đây à, vài tuần thì em có đi uống cà phê với Chung uh, Chí Công, ừ. Ừ. À, một bạn đạo diễn mà em uh, rất là uh, hâm mộ. Chung chỉ Công vừa vừa phải chia tay một cái dự án sau 3 năm ừ. và rất là đau khổ và bạn lên uh, status bạn than là đã có nhiều lúc và bạn nghĩ đến chuyện nghỉ quẩn á, ừ. yeah, đúng vậy <laughs> em mới gọi bạn ra cà phê ngồi nói chuyện tại vì em cũng đã từng trải qua rất là nhiều chuyện tương tự như vậy hai anh em ngồi nói chuyện đó là lần đầu tiên tôi em cà phê với nhau ừ. và tụi em có một sự đồng cảm rất là là nhanh và và em mới đặt cái câu hỏi cho bạn là mình còn yêu nó không đau khổ đúng không? còn yêu không? còn yêu thì chịu à? đúng ừ, đúng. giống như một cái người phụ nữ, họ đâm mình, đâm là đâm người bóng á, họ hành hạ mình, họ làm mình đau khổ. nhưng câu hỏi cuối cùng sau tất cả, mình còn yêu không? mình còn yêu là mình chịu được hết á. nên nó là mình làm cái gì á, mình cũng phải bắt đầu nó bằng tình yêu. nên là khi mà bạn đến với cái nghề viết này nếu bạn hỏi tôi cho lời khuyên thì tôi nói là đừng nhưng, nhưng nếu bạn nói với tôi là bạn yêu nó lắm bạn muốn đi đến tận cùng với nó thì tôi sẽ nói với bạn là hãy cùng đi yeah. đôi khi chỉ là không yêu đủ thôi còn yêu đủ rồi thì kiểu gì cũng Để ông ba ta nói đâu mà yêu nhau mấy núi cũng leo đúng không <laughs> Uh, bây giờ mình đang viết phim ha? và uh, sắp tới sẽ cũng uh, như cũng có chia sẻ là sẽ ra mắt một cái dự án về sân khấu cải lương à, dạ. mình làm host dạ. uh, khi đó vẫn là quay lại vai trò host nhưng mà anh nghĩ là đó cũng là một cái nơi một cái dự án mà sẽ hợp với mình hơn vì yeah. mình yêu cải lương yeah. ừ. uh, và uh, cái đó thì uh, sắp ra mắt và sẽ trò chuyện với nhiều uh, nhân vật huyền thoại của cải lương ừ. Uh, sau dự án đó thì về trong tương lai thì mình có một cái dự định gì khác nữa không dạ tạm thời là vậy uhm. tạm thời là có cái uh, trong năm sân khấu ha và có hai cái phim uh, sắp uh, bấm máy và nếu như mà về về xa hơn uh, có lẽ là em sẽ cố gắng thử viết một cuốn tiểu thuyết có nghĩa là mình bắt đầu sẽ thử thách mình ở những cái vị trí mới chơi những cái game mới khó hơn nha yeah. đó là điều anh cũng cũng tò mò đó bởi vì chưa thấy bình đụng tới viết tiểu thuyết yeah. Và bây giờ thì bình cũng mới ra cuốn sách đầu tiên mình tự viết thôi yeah, đúng trước đây là dịch liệu có một cái gọi là phong cách viết bình Mộng bột không <laughs> một lần nữa cái đó chắc phải để cho theo bình tự nhận xét đó, mình có một cái phong cách riêng như của mình hay không em nghĩ là có chứ em nghĩ là em nghĩ là sẽ có một phong cách viết của bình mộng bột cũng như sẽ có một phong cách viết của trần quốc khánh ừ. miễn là chúng ta chân thành với mình thì đó sẽ là phong cách của chúng ta thôi đâu thì có đừng có nói là mình mình thay đổi theo thời gian yeah. và anh chỉ tò mò là cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ của mình cái sự trưởng thành của mình cái sự va vấp của mình và cái sự chữa lành của mình nó có ảnh hưởng tới cái văn phong của mình không em chưa đặt câu hỏi này cho mình vì anh nói thì theo em thì không, bởi vì em đọc lại uh, cái on this day của Facebook mười uh, năm trước, nó em rất là mừng là vì em vẫn nhận ra chính mình đó, có nghĩa là thời gian đó mình rất là ngây ngô, mình rất là kiểu uh, cũng cũng trẻ trâu như ai thôi, mình cũng trải qua chừng ấy nhưng mà cảm xúc thôi. Nhưng mà khi đọc những cái điều đó nó, mình rất là vui, uh, là bởi vì mình gặp lại tuổi trẻ của mình thông qua những câu chữ đó và những câu chữ đó nó vẫn mang tất cả những cái sự chân thành đó của mình sau này sự chân thành đó nó giống như là một cái sợi dây xuyên suốt từ lúc mình viết những cái không ai đọc đấy hồi đó em viết còn không có ai like luôn anh trời ơi cho đến tận sau này khi mình đã bắt đầu có nhiều like hơn và đôi khi cái 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 vô thức của mình đó cái đứa trẻ mà muốn được vỗ tay đó anh khánh nó thôi thúc mình để mình viết ra một thứ mà mình tin rằng được nhiều like hơn đó thì ở trong đó mình vẫn tìm thấy một sự chân thành ừ đó có thể là căn tin của mình dạ yeah, có thể ạ à. dù mình đã thay đổi qua rất nhiều rồi nhưng vẫn là đó sự chân thành yeah. và một điều rất hay của mình là mình anh thấy mình viết thể loại nào cũng cũng được hết thấy uh, viết sâu sắc xúc động rồi viết kể chuyện rồi viết hài hước yeah. kiểu gì cũng được hết là bởi vì em sâu sắc một cách chân thành. <laughs> em hài hước một cách chân thành và em bự một cách chân thành luôn. Dạ. Cái nào sao dạ. thì cực kỳ sao dạ. hả dạ. Cảm ơn mình rất nhiều. Um, anh chờ đợi cuốn tiểu thuyết của em và à. uh, hy vọng sẽ là những hành trình sắp tới với những tác phẩm mới và mỗi tác phẩm sẽ lại uh, có một cái sự thay đổi về bản thân và và ở tư cách khán giả thì uh, tất cả đều chúng ta đều được lợi từ mình thôi khi mà mình mỗi lần mình thay đổi <laughs> ra một con người khác và uh, có những cái tác phẩm mới yeah. uh, chúc bình giữ sức khỏe mm. um, anh nhận thấy em thay đổi rất nhiều so với mm. trước đây trước đây nó có một cái gì đó nó 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 không có tích cực bằng yeah. không biết diễn tả như thế nào yeah. maybe là một cái năng lượng gì đó nó có một chút va chạm và drama mm. À, nhưng mà bây giờ thì mọi thứ anh thấy nó giống như em giống như em nói đó ừ. em chấp nhận hơn ừ dạ chấp nhận hơn dạ. và anh nghĩ đó là một cái sự thay đổi rất lớn dạ. và và tuy nhiên nhìn lại tất cả những gì em viết thì nó vẫn bộc lộn cái sự chân thành và cái sự quan sát tinh tế đó dạ. thì anh nghĩ đó cũng một, là một phần ảnh hưởng một phần của cái căn tính của mình dạ. Mà mình không nhận ra dạ. cảm ơn mình rất nhiều về ngày hôm nay dạ. à, vừa rồi là chia sẻ của bình mồng bột tác giả của sài gòn hay ta các bạn ủng hộ thêm sách cho anh bình còn mình sẽ còn tái bản nữa để tác giả đạt được ước mơ là cuốn sách này không ế như chính người viết ra nó rất nhiều câu chuyện rất là xúc động về sài gòn của chúng ta và chờ đón những tác phẩm mới trên màn ảnh của bình bồng bột cũng như là hy vọng một cái cuốn tiểu thuyết trong tương lai rất là biết ơn anh khánh à, hình như là đã chúng ta không có cảm nhận được rằng hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua và câu chuyện nó đã diễn ra rất là trôi chảy và, và thật là không ngờ là bỗng nhiên anh em mình có một cuộc nói chuyện chân thành nhưng mà nó lại diễn ra ngay trên sóng như thế này <cười> <cười> ngày xưa ngày xưa chúng ta từng từng có một cái suy nghĩ rất là sai lầm là phải có rượu bia thì mới có thể nói chuyện được nhưng mà mà nhiều khi ngồi uống rượu uống bia lại không nói chuyện với nhau được nhiều dạ đúng rồi thì uh, bây giờ mình mới biết là chỉ cần một lần nữa chỉ cần chân thành là mình có thể làm được rất là nhiều việc mình có thể chia sẻ được rất là nhiều việc rất là cảm ơn anh khánh và thật ra là bản thân em cũng là một người theo dõi rất là thường xuyên cái chặng đường của anh khánh và mà dạo gần đây khi mà em nghe em đi xe em ừ. uh, hoặc là em à, dạo đây em còn làm bếp rồi rủi chén rồi ừ. uh, thay đổi nhiều uh, quá. Là, ừ, làm rất là nhiều và em đều bật những cái uh, chương trình mà anh khánh làm để mà nghe và nó đã cho em rất là nhiều những cái bài học và bổ ích và theo một cách nào đó nó cũng góp phần cho cái hành trình để mà em tìm hiểu chính mình ừ. ờ, có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm, chúng ừ. ta tạo ra rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ có ích cho một ai đó À. Mình, mình đang gieo hạt mà đúng rồi mà thú thật nha thú nhận anh vẫn vẫn thấy cái con người kia để con người spotlight của con người mà talk show host và late night show host à. vẫn đâu đó đó nha mình à. à. anh vẫn chưa từ bỏ à. À. Đâu. À. đi kia ta ca một lần thôi nhưng mà Đã, cái gì cũng cần đủ duyên nha Bình. mình mình yeah. không có nói trước được dạ yeah. thì uh, quan trọng là đi thôi thì em uh, uh, trước khi kết lại cái chương trình này thì uh, em muốn uh, um, nói lại một cái câu thơ của nhà thơ chế lan viên tiếng hát con tàu nữa mình phải vượt qua cái uh, cái nỗi sợ của mình để mình đến những cái vùng đất mới và em nhớ một cái câu là tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia ừ. à, trên tây bắc đó ở à, trong ừ. những chuyến đi đó thì đôi khi những mảnh hồn thất lạc của mình đang chờ mình okay. đi tìm và nếu như mà có một cái điều gì đó muốn uh, nhắn gửi thì rất là mong uh, quý khán giả uh, xem cái chương trình này đến đây <laughs> kiên nhẫn ừ. uh, xem đến đây mong là các bạn sẽ tiếp tục tìm thấy những cái mảnh hồn thật là đẹp đẽ của mình ở trong tương lai. Thôi, cảm ơn mình rất nhiều em giữ sức khỏe nha anh ừ. vẫn luôn dõi theo con đường của em và hy vọng một ngày nào đó chúng ta lại có dịp hợp tác với nhau. Yeah. Uh, vừa rồi là những chia sẻ của bình bồng bột uh, tác giả của Sài Gòn Hay Ta. Như lúc nãy mình có nói rồi các bạn mua sách ủng hộ anh bình và những tác phẩm sắp tới rất là cảm ơn mọi người đã nán lại đến đây để lắng nghe cuộc trò chuyện này trên các nền tảng à, nhờ mọi người ủng hộ chương trình bằng cách là bấm cái nút subscribe bên dưới với kênh việt success cũng như là theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast như là spotify google podcast app podcast để có thể nghe lại những cái cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào mình là quốc khánh host của chương trình và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều xin gặp lại mọi người ở những tập lần sau bye mm -hmm.